Đây là vườn dừa xanh mướt diện tích 2 hectare tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh của vợ chồng anh Phạm Đình Ngãi và chị Thạch Thị Chanh Thi. Thoạt nhìn vườn dừa này cũng giống bao vườn dừa khác ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy điều bất ngờ vì những cây dừa ở đây không phải để thu hoạch trái. Thay vào đó là hàng trăm bình chứa đang hứng trọn từng dòng mật ngọt tiết ra từ hoa dừa. Theo tìm hiểu, mật hoa dừa được đồng bào dân tộc Khmer khai thác sử dụng từ nhiều đời trước nhưng chưa được thương mại hóa rộng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã bắt đầu phát triển các sản phẩm làm từ mật hoa dừa. Loại mật này vị ngọt thanh, có chỉ số đường huyết thấp hơn so với mật ong, đường mía và có hàm lượng khoáng cao, rất thích hợp với những người bệnh tiểu đường, người già, bồi bổ cơ thể. Cái ngành thu mật hoa dừa này là một cái ngành nghề truyền thống của người Khmer từ rất là xa xưa rồi. Nhưng mà có một thời là cái ngành đường mía nó phát triển quá nên là cái ngành thu mật hoa dừa ở Việt Nam mình nó bị mất đi. Nên là hai vợ chồng Ngãi quyết định trở về quê để mình khởi nghiệp với cái ngành là thu mật hoa dừa này. Với mong muốn là mình muốn phục hưng là cái ngành mà truyền thống rất là xa xưa rồi, phục hưng lại. Và thông qua cái ngành này mình cũng tạo được nhiều giá trị hơn cho địa phương của mình, cũng như là mình mong muốn là mình tạo được những cái sản phẩm mang đậm nét truyền thống quê hương và mang đậm nét đặc sản. Mình nghiên cứu ngành chế biến mật hoa dừa ở các nước trên thế giới như là Philippines, Indo, Thái Lan, Mã Lai. Thì mình cũng đã đi tới Thái Lan và trao đổi với viện nghiên cứu Philippines, thì nhờ vào những cái sự tìm tòi của mình nữa thì mình mới đi phát triển sản phẩm mật hoa dừa thì rất là nhanh và cũng gặp nhiều thuận lợi. Là thạc sĩ ngành kỹ thuật điện, Phạm Đình Ngãi từng kinh qua nhiều công việc, giảng dạy, công tác ở một doanh nghiệp sản xuất cacao tại tỉnh Tiền Giang. Trong khi đó, Thạch Thị Chanh Thi lại là thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm. Cả hai vợ chồng luôn khao khát khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp để đóng góp cho quê hương. Dự án sản xuất các sản phẩm từ mật hoa dừa với thương hiệu Shop Farm là cả tâm huyết tuổi trẻ của đôi vợ chồng này nhằm nâng cao giá trị thương phẩm cây dừa lên, vực dậy kinh tế cho người trồng dừa. Bắt đầu với diện tích 2 hectare trồng dừa 4 tuổi của gia đình, đến nay Shop Farm thuê thêm 2 hectare trồng dừa của người dân địa phương theo hướng hữu cơ để thu mật. Gần một năm đầu, cơ sở gặp không ít khó khăn, thiếu kinh nghiệm, không hiểu được đặc tính của từng loại cây dừa nên chọn sai thời điểm cắt hoa dừa, thực hiện không đúng cách chăm sóc cây và phương pháp thu mật. Không nản chí, họ kiên trì đúc kết kinh nghiệm và chọn được những giải pháp tối ưu nhất, thu được lượng mật nhiều nhất mà không làm ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây. Cây dừa mà để thu mật được thì là thường là thu trên giống dừa ta hoặc là giống dừa lai. Thì với cây dừa khoảng từ 3 cho tới 5 năm tuổi là mình có thể thu được mật hoa dừa, và mình thu cây dừa dưới 10 năm tuổi. Tại vì khi mà trên 10 năm tuổi thì cây dừa lại cao quá thì công nhân mình leo sẽ là nguy hiểm. Và khi mà mình chuyển cái mô hình là thay vì trồng dừa để thu trái thì mình sẽ chuyển sang cái hướng là trồng dừa để thu mật. Thì với cái phương pháp mà trồng dừa thu mật như thế này á, thì mình sẽ tăng được giá trị kinh tế cho cây dừa từ 3 cho tới 5 lần. Và là nông hộ có thể tăng được giá trị kinh tế cho cây dừa so với việc bán trái. Để có được mật hoa dừa, đầu tiên công nhân phải chọn bó buộc những bông hoa dừa sắp nở để hoa không bị bung ra, đồng thời tạo thuận lợi cho công đoạn massage và thu mật. Điều đặn mỗi ngày, công nhân lấy mật hoa phải leo lên cây dừa 2 lần để massage bằng cách dùng tay xoa lên hoa dừa, sau đó dùng chày gỗ gõ một lực vừa đủ để làm thông tuyến mật bên trong. Cứ cách 12 tiếng, lượng mật thu được hơn nửa lít trên mỗi hoa. Tuy nhiên, việc lấy mật từ hoa dừa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người thợ. Với 6-7 lao động chuyên thu mật dừa, mỗi ngày cơ sở thu về hơn 300 lít mật tươi. Sau khi chế biến, lượng mật cô đặc đạt được gần 50 lít, tương đương khoảng 1,5 tấn một tháng. Ngoài cô đặc, mật hoa dừa còn được chế biến thành các sản phẩm khác như nước giải khát, cacao ngào mật hoa dừa, khóm ngào mật hoa dừa với sản lượng từ 4.000 đến 6.000 sản phẩm. Không chỉ đầu tư vùng nguyên liệu theo hướng hữu cơ, an toàn trong toàn bộ quá trình canh tác, bảo vệ hệ sinh thái và môi trường, doanh nghiệp trẻ còn đầu tư các công nghệ máy móc để sản xuất như máy thanh trùng, máy ngào, máy làm nguội, đóng gói theo tiêu chuẩn một chiều, qua đó đảm bảo chất lượng tốt nhất, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà xưởng được xây dựng và hoạt động theo chuẩn HACCP, sản phẩm đạt chứng nhận ISO 22000-2018, được FDA cấp chứng nhận để xuất khẩu sang Mỹ.
sau nhiều lần sử dụng cái mật hoa dừa này, tôi thấy nó được cái là nó tốt cho cái cơ thể, đặc biệt là người nhà tôi là có người bị tiểu đường á, thì tôi đã sử dụng cái này lâu rồi, và cả người nhà những người đang bị tiểu đường thấy là rất ok, nên tôi chọn cái này là cái sản phẩm cho mình thay thế được. Thật ra thì mình có coi tivi rồi, có thấy rồi, nhưng mà mình ít thân mình xuống để mình xem coi nó như thế nào, cái quy trình nó ra làm sao. Thì thật sự thì ghé ngoài công ty rồi vô trong trang trại này, mình thấy rất là hài lòng với những cái gì mình đã chọn. Mình tiền thân là tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm, và mình tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thực phẩm ở Đại học Bách Khoa. Thì nhờ vào kiến thức đi làm và đi học như vậy thì mình cũng phát triển rất là nhiều sản phẩm từ mật hoa dừa. Thì trong năm 2020 này mình dự định chỉ ra là 6 sản phẩm chế biến từ mật hoa dừa, còn năm 2021 thì sẽ ra thêm khoảng 10 sản phẩm nữa. Từ việc mang đến sản phẩm mới lạ từ thiên nhiên và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, sản phẩm mật hoa dừa được thị trường đón nhận, phân phối đến nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Mật hoa dừa Shop Farm cũng thường xuyên tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, các nền tảng mạng xã hội, các trang chuyên tìm kiếm các đại lý, nhà phân phối. Đến tháng 7 này, sản phẩm sẽ chính thức có mặt trên sàn thương mại điện tử Amazon. Sản phẩm hiện đã có mặt tại các sàn thương mại như Tiki, Lazada. Sản phẩm mình mới quá, và hầu như người tiêu dùng họ chưa biết nhiều sản phẩm này. Vì vậy là mình tốn rất là nhiều thời gian để mà mình thuyết phục và mình giải thích khách hàng về những cái công dụng hay những lợi ích của sản phẩm. Nhưng mà chính những cái khó khăn đó nó cũng mang ra mà cho mình lại những cái cơ hội. Mình chú trọng hơn về cái việc là nhận dạng thương hiệu. Mình làm cho cái bộ nhận dạng thương hiệu của mình là thật là tốt, để cho người ta khi mình nhìn tới đâu thì nhận dạng thương hiệu của mình tốt. Và một cái điều song hành thứ hai đó là mình sẽ làm thêm những cái chứng chỉ, chứng nhận để chứng minh cho cái việc sản phẩm của mình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đồng thời là những cái tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, để giúp cho cái người tiêu dùng khi người ta tiếp cận một sản phẩm mới thì cái lòng tin của người ta sẽ tốt hơn. Để chủ động về nguyên liệu, doanh nghiệp còn vận động những người nông dân có vườn dừa liên kết hợp tác khai thác mật dừa. Hiện một lít mật dừa tươi được mua với giá 9.000 đồng. Một hoa dừa trung bình cho 25 lít mật, thu nhập hơn 200.000 đồng, trong khi một quầy dừa sai khoảng 10 trái chỉ cho lợi nhuận từ 50 đến 60.000 đồng. Một cây dừa có thể thu mật liên tục trong 9 tháng, sau đó nghỉ ngơi 3 tháng để phục hồi. Với cách làm này, người dân có thể tạo ra giá trị kinh tế cao gấp 4-5 lần so với việc thu trái. Chính sự sáng tạo trong khởi nghiệp của vợ chồng Ngãi và Chan Thi không chỉ mở ra một triển vọng trong phát triển ngành dừa, qua đó còn tạo việc làm và đảm bảo ổn định cuộc sống cho bà con nông dân.